Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng suất và chất lượng ngày càng cao. Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đã góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, bền vững và từng bước thay đổi diện mạo các vùng quê. Triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định hướng dẫn một số nội dung được phân công theo quyết định phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung thuộc phạm vi của Bộ Công Thương gồm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã, các chợ trung tâm, chợ đầu mối, tạo đầu ra cho các sản phẩm, phát huy các giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Trên thực tế, nhiều địa phương trong cả nước nhờ có chương trình nông thôn mới đã phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh như hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống dịch vụ có lợi thế, đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần vào phát triển kinh tế nông thôn. Ghi nhận tại Sơn La, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã có tốc độ tăng trưởng nhanh, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh rộng lớn. Nhờ đó, kinh tế khu vực nông thôn đã có bước phát triển mạnh mẽ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp, phát triển mạnh các nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Tập trung cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay thì Sơn La có 188 xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới, thì đã có 54 xã hoàn thành và tiếp tục cái chỉ tiêu để phát triển đến hết nhiệm kỳ 83 xã hoàn thành nông thôn mới. Gắn với nông thôn mới chính là tất cả các giải pháp từ đường, rồi các sản phẩm ô cốp cho đến các mô hình hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi kinh tế nông nghiệp ở vùng nông thôn và các cái xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới thì đều hướng tới đó là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu chính là phát triển các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 đô thị là thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 3 huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỉnh đang phấn đấu tiếp tục xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với việc thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong việc phát huy giá trị sản phẩm từ các vùng nông thôn mới. Chương trình nông thôn mới hiện nay tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là xã Tân Bình đang triển khai, đây là một cái vấn đề làm rất là tốt. Người dân có hưởng lợi rất là nhiều. Hợp tác xã chúng tôi quản lý là trên dưới khoảng 200 hecta. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung làm về cái tiêu chuẩn Global Gap. Tất cả những cái khu vực trồng lân cận trực thuộc của xã Tân Bình thì chúng tôi đã ngồi lại với nhau cùng với chính quyền địa phương để mà cùng nhau vào cái hiệp hội này để đưa cái chất lượng sầu riêng này mà phát triển mang với thương hiệu là sầu riêng Cai Lậy xứng tầm với thương hiệu sầu riêng quốc gia. Sầu riêng tại thị xã Cai Lậy hiện nay đã làm thay da đổi thịt cho một cái nông thôn mới và đem lại cái đời sống rất cao và thu nhập rất cao cho bà con hiện nay. Thời gian qua, thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm từ nông nghiệp nông thôn mới, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã có nhiều chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm từ nông nghiệp. Sau nhiều năm qua thì Bộ Công Thương luôn luôn là chủ động phối hợp với lại các địa phương trong việc là triển khai kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là những nông sản của các địa phương có vụ mùa, có sản lượng lớn khi vào vụ mùa. Trong thời gian gần đây thì Bộ Công Thương cũng đã cố gắng là thu hút cũng như là kéo toàn bộ hệ thống thương vụ tham tán Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc cùng với lại các tổ chức xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam để kết nối tiêu thụ sản phẩm với các nhà phân phối, các nhà nhập khẩu nước ngoài ở trên thị trường sở tại của Việt Nam cũng như là thị trường nước ngoài. Thời gian qua, trong khuôn khổ các chương trình về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, phát triển sản phẩm có thế mạnh của mỗi địa phương. Tuy nhiên, để các sản phẩm nông nghiệp mang lại nhiều giá trị, trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở khu vực nông thôn, vẫn cần nhiều hơn nữa việc đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho người dân nông thôn,
phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử để tạo các gian hàng và hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại, nhà vườn và người dân nông thôn đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, nhanh chóng phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, khẳng định các thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong xu thế hội nhập.